cài đặt tài khoản. Rồi các bạn vô trong mình cái quyền riêng tư. Đây quyền riêng tư đây. Sau đó các bạn kéo xuống cái mục là ai có thể xem danh sách bạn bè của bạn. Đó, các bạn click vào đây. Đó, các bạn click vào. Thì ở đây nó sẽ có quyền này. Các bạn có thể cho mọi người xem cũng được này, hoặc là bạn bè của bạn xem này. Nếu mà bạn bè của bạn thì xem được. Còn nếu mà các bạn chọn chỉ mình tôi ấy, thì chỉ có mình bạn xem được thôi. Tuy nhiên cái đầu tiên thì cho các bạn xem nè, cái trang cá nhân của mình vẫn hiển thị cái danh sách bạn bè nha. Mình sẽ tắt nó đi. Các bạn hãy vào cho mình phần cài đặt, kéo xuống dưới chọn cài đặt quyền riêng tư. Ở đây các bạn chọn cho mình lối tắt quyền riêng tư nè. Rồi ở trong đây nó sẽ có một cái mục là quyền riêng tư luôn. Các bạn hãy chọn cho mình đó là xem các cài đặt quyền riêng tư khác. Rồi ở trong đây các bạn kéo xuống dưới nó sẽ có một cái mục là cách mọi người tìm liên hệ đến bạn. Và nó sẽ có một cái dòng là ai có thể xem danh sách bạn bè của bạn nè. Các bạn hãy bấm vào. Rồi chọn cái chữ khác. Và chúng ta sẽ chọn vào cái mục là chỉ mình tôi. Vậy là sẽ không có ai thấy được cái danh sách bạn bè của bạn nha. Đây cho các bạn xem thì cái danh sách bạn bè trên trang cá nhân của mình nó đã bị mất rồi. Chúc các bạn thành công. Đừng quên để lại một tim và một follow cho Minh Tuấn iPhone.